Bồ Tát bất cứ lúc nào cũng chẳng có tâm ích kỷ, chẳng có tâm tự lợi, chỉ có tâm chánh niệm. Vì Hoàng Dương Phật Pháp giáo hóa chúng sinh thường diễn nói diệu pháp của Phật nói, tâm của Bồ Tát thanh tịnh như hư không nhưng thường sinh tâm đại phương tiện. Thấy đời thường mê đảo, phát tâm đều cứu độ, sở hành đều thanh tịnh, khắp cùng các pháp giới. Bồ Tát thấy tất cả chúng sinh thế gian thường mê hoặc điên đảo, cho nên phát tâm